Chọn ai là người tài giỏi nhất trong Tam Quốc Diễn Nghĩa cũng có thể nói lên con người của bạn. Tam Quốc Diễn Nghĩa là tác phẩm kinh điển mà bất cứ ai đều đã từng xem qua ít nhất một lần trong đời, nhưng câu chuyện ai là người tài giỏi nhất thì vẫn chưa bao giờ có hồi kết. Những nhân vật trong Tam Quốc luôn có những nét rất riêng, những tài năng rất đặc biệt để làm nên thương hiệu của họ. Hãy chọn cho mình một nhân vật dưới đây mà bạn cho là tài giỏi nhất và bạn sẽ bất ngờ về những dự đoán phía dưới đây số 1 là Gia Cát Lượng. Đây là nhân vật được nhiều người yêu thích nhất gắn liền với nhiều điện tích nhất. Ông sở hữu trí tuệ siêu phàm, lòng trung thành tuyệt đối và nhiều hoài bão. Khổng Minh luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho danh hiệu người tài giỏi nhất tam quốc. Và điểm yếu của ông là sự tự tin hơi quá khiến cho các tướng lĩnh lúc mới đầu không được thích cho lắm. Số 2. Tào Tháo Nhân vật phản diện Tào Tháo được khắc họa như là một kẻ gian xảo, nhưng bản chất phía sau ông lại là, là một tư chất anh hùng ít ai sánh kịp, một bộ óc thông minh và khéo léo, một khả năng lãnh đạo tuyệt vời và tham vọng lớn. Điểm yếu của ông là tính đa nghi và nó đã khiến cho ông nhiều lần phạm sai lầm. Số 3 là Quan Vũ. Đầy đủ nhân trí dũng, Quan Vũ là nhân vật được nhiều người trẻ yêu thích Ông có lòng trung thành đặc biệt và sức mạnh chỉ sau nhân Trung Lữ Bố. Quan Vũ là một trong những người đóng góp nhiều nhất cho thành công của Thục quốc. Điểm yếu của ông là tính ngạo mạn, coi thường người khác. Số 4 là Lưu Bị. Không thể bỏ qua ông trong danh sách này. phẩm chất anh hùng mà Tào Tháo phải kính để. sự điềm đạm bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh và khả năng lấy lòng người ít ai có được. Lưu Bị là người được đem ra tranh luận nhiều nhất trong Tam Quốc. Điểm yếu của ông là nữ sắc. Số 5 Tôn Quyền. So với phẩm chất anh hùng thì tài năng lãnh đạo, Tôn Quyền không hề thua kém Lưu Bị hay Tào Tháo. Ông còn là người rất thông minh và kéo léo, một anh hùng xuất thiếu niên thật sự. Đến nay nhiều người vẫn chưa đánh giá đúng khả năng của ông, Tôn Quyền không có điểm yếu rõ ràng nào cả. Số 6 là Tư Mã Ý là người sinh sau đẻ muộn, Tư Mã Ý chỉ có một đối thủ duy nhất là Gia Cát Lượng. Nếu so về tài dụng binh, có lẽ ông còn thua Gia Cát Lượng một chút, nhưng về khả năng lãnh đạo, toan tính sâu xa và tham vọng, Tư Mã Ý sẽ được đánh giá cao hơn. Đặc biệt thì Tư Mã Ý còn là người sẵn sàng nhịn nhục ôm hoài bão lớn, kế hoạch được xây dựng 20 năm và kết quả đã là người thống nhất thiên hạ. Tư Mã Ý không có điểm yếu rõ ràng nào cả. Và đây là đáp án cho sự lựa chọn của bạn. Nếu bạn chọn Gia Cát Lượng bạn là người đơn giản và nghiêm túc, bạn ít nghi ngờ người khác và luôn sống thực với bản thân. Bạn có thiên phú về những con số và tư duy logic. Trong công việc và cuộc sống thì bạn luôn tìm những cách khá phức tạp để giải quyết vấn đề. Điều đó dẫn đến việc đôi khi bạn bế tắc và mệt mỏi. Điểm còn thiếu của bạn chính là chưa biết cách giải tỏa tốt cho sự mệt mỏi đó. Số 2, nếu bạn chọn tào tháo bạn là người tham vọng có nỗ lực vươn lên trong cuộc sống bạn ghét trẻ trâu và những đứa sinh ra đã giàu bạn có năng lực về lãnh đạo và khả năng thuyết phục người khác ít ai sánh kịp trong công việc thì bạn khá vất vả bạn sẽ trải qua nhiều công việc khác nhau trong cuộc đời nhưng cuối cùng sẽ kết thúc bằng việc bạn tự đứng ra làm chủ thời gian chỉ là sớm hay muộn trong cuộc sống thì bạn khá nhiều suy nghĩ và trăn trở nên vấn đề về tình yêu và lập gia đình của bạn sẽ một là rất sớm, hai là rất muộn. Bạn cũng không giỏi về phán đoán con gái và nhu cầu của họ. Số 3. Nếu bạn chọn quan vũ. Bạn là người hào sản vui vẻ và rất nhiều bạn bè. Bạn ham các cuộc vui chơi và nhậu nhẹt nhưng cũng là người khá nghiêm túc trong công việc. Trong cuộc sống thì bạn sống thoải mái và vô tư nên chẳng phải lo nghĩ hay stress quá nhiều. Bạn không quá tham vọng và cuộc sống của bạn sẽ là sống cho ngày hôm nay. Số 4. Nếu bạn chọn Lưu Bị Bạn là người khá thâm sâu và khó lường, ít ai đoán biết được suy nghĩ của bạn. Vẻ bề ngoài và tính cách của bạn có vẻ không ăn nhập cho lắm. Bạn cũng thường hay làm những việc bản thân không thích để làm vừa lòng người khác. Trong công việc và cuộc sống thì bạn là người phức tạp, nhiều luôn suy nghĩ nên chỉ có hai khả năng. Một là bạn sẽ thành công, hai là bạn sẽ thất bại. Bạn không phải mẫu người bình thường như những người khác. Số 5. Nếu bạn chọn tôn quyền bạn lòng một lãng tử đào hoa, các cô gái thường vây quanh bạn. Nội tâm của bạn khá phức tạp hay lo nghĩ. Bạn rất thông minh và giỏi về các vấn đề xã hội. Bạn cũng có tài năng tiềm ẩn về nghệ thuật. Trong công việc thì bạn không phải là người chăm chỉ, nhưng biết cách chăm chỉ khi cần. Công việc của bạn cũng khá thuận buồm xuôi gió và bạn cũng tạm hài lòng về điều đó. 6. Nếu bạn cho tư mở ý bạn là một nhà lãnh đạo trong tương lai, bạn thông minh và rất có ý chí phấn đấu. Bạn coi trọng kết quả hơn bất cứ thứ gì khác. Nếu gặp thời, bạn có thể là một người trên vài người. Trong công việc thì bạn luôn ở những vị trí điều hành và xếp. Còn trong cuộc sống thì bạn trước ít bạn bè thật sự. Còn các mối quan hệ xã giao thì nhiều. Huyền Bí TV, kênh thông tin tràn lọc về khoa học huyền bí tiên tri, chân yểm, lời nguyên, bài học cuộc sống. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.